Đình quanh thay kính chào quý khán giả của Người Việt TV Sau đây là một điểm tin sáng ngày thứ 3, 9 tháng 2 năm 2016 Tin của hãng thông tấn Reuters cho biết là động đất đo được 6.4 trên địa chấn kế Richter xảy ra vào ngày 6 tháng 2 vừa qua tại thành phố Đài Nam ở phía bên Đài Loan đã khiến cho tối thiểu là 38 người bị thiệt mạng cho tới sáng hôm nay và hơn 100 người vẫn còn ghi nhận là mất tích Uh, tin của Reuters cho biết là lực lượng cấp cứu của Đài Loan đã cứu được 3 người Việt Nam mắc kẹt trong một tòa nhà sau trận động đất này. Trong khi đó, thì tin của BBC London nói rằng sau hơn 60 tiếng bị mắc kẹt trong tòa nhà, thì bà Trần Mỹ Nhật, 29 tuổi và cháu gái của bà là Lâm Tố Cầm, 7 tuổi, đã được cứu ra khỏi tòa nhà. Trước đó, lực lượng cấp cứu cũng đã cứu được bà Trần Ngọc Nga, 34 tuổi. Hiện nay còn một em bé 3 tháng tuổi là bé Trần Cát Tường, con của bà Trần Ngọc Mỹ vẫn chưa được cứu. Bởi vì bé Tường vì còn quá nhỏ cho nên không thể phát được tín hiệu để nhằm mục đích giúp cho lực lượng cấp cứu có thể biết em đang ở đâu trong đống gạch vụn để nhằm mục đích đưa em bé ra khỏi cái khu vực này. Bốn người Việt Nam này đang thuê ở một cái tòa nhà số 17 tầng bị sụp đổ trong trận động đất hôm 6 tháng 2. Trần đồng đất uh, cho tới giờ phút này thì các giới chức Đài Loan nói rằng có lẽ là nguy cơ tử vong sẽ cao hơn nữa là 38 người. Và lực lượng cấp cứu đang tìm cách đào bới cái đống gạch vụn để cứu thoát 100 người vẫn bị ghi nhận là mất tích. Báo cáo của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết là nhà cầm quyền độc tài của Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria đã phạm tội ác chống nhân loại vì đã thi hành chính sách tiêu diệt hàng ngàn tù nhân. Nhiều tù nhân bị tra tấn hay bị đánh cho đến chết và nhiều người chết vì thiếu thức ăn và nước uống. Bản báo cáo của Liên Hợp Quốc nói rằng cả hai phe, tức là phe của ông al và phe chống lại ông này, đều có thể đã phạm tội ác chiến tranh vì hàng ngàn tù nhân đã bị giết chết trong lúc các phe cầm giữ các tù nhân này trong 4 năm rưỡi vừa qua. Bản báo cáo cũng nói rằng các phe đối lập mắc tội giết các tay lính Syria khi mà bị bắt nhìn sang tình hình tại bán đảo Triều Tiên, thưa quý khán giả ngay sau khi cộng sản Bắc Hàn loan báo đưa một vệ tinh vào quỹ đạo hôm chủ nhật 7 tháng 2 vừa qua, thì quân đội Mỹ và quân đội Nam Hàn đã có một buổi họp ở cấp cao nhất để thảo luận về việc có thể là Hoa Kỳ trang bị cho Nam Hàn hệ thống lá chắn đánh chặn hỏa tiễn từ trên không. Theo lời thứ trưởng bộ quốc phòng của Nam Hàn, thì mục đích chính của hệ thống lá chắn đánh chặn hỏa tiến từ trên không là mối đe dọa càng ngày càng gia tăng của cộng sản Bắc Hàn nên buộc Nam Hàn phải tăng cường khả năng phòng thủ. Theo nhận định của hãng thông tấn AFP thì lý do chiến lược thúc đẩy Hoa Kỳ ủng hộ yêu cầu của Nam Hàn vì Trung Quốc là quốc gia ủng hộ và là đồng minh gắn bó của chế độ cộng sản Bình Nhưỡng, cho nên cả Hoa Kỳ và Nam Hàn cần phải gây áp lực để Trung Quốc có thay độ cứng rắn hơn thay vì chỉ là những lời nói suông. Hoa Kỳ muốn cảnh cáo giữa lãnh đạo Trung Quốc rằng quyền lợi an ninh của Bắc Kinh đang bị tác động vì thái độ thiếu hợp tác của Trung Quốc. Trung Quốc ngay lập tức phản ứng là họ nói rằng một mặt họ lấy làm tiếc về cái vụ Bắc Hàn đã phóng vệ tinh vào quỹ đạo. Mặt khác họ tuyên bố là thiết lập hệ thống lá chắn đánh chặn hỏa tiến của Hoa Kỳ trên lãnh thổ của Nam Hàn. Chỉ làm tăng thêm tình hình vốn đang nghiêm trọng tại bán đảo Triều Tiên và tác hại đến nỗ lực chống chương trình hạt nhân của Cộng sản Bình Nhưỡng. Theo nhận định của hãng thông tấn AFP, thì tình hình rõ ràng là ngày càng nguy hiểm. Nếu Trung Quốc và Hoa Kỳ không thống nhất một lập trường chung đối với Cộng sản Bắc Hàn, thì tình hình tại bán đảo Triều Thiên sẽ còn căng thẳng hơn nữa. Liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống tại Hoa Kỳ, thì thưa khán giả, sáng ngày hôm nay tỷ phú Michael Bloomberg, và cũng là cựu thị trưởng của thành phố New York tuyên bố rằng ông uh, đang cân nhắc là có nên ra tranh cử tổng thống hay không. Trả lời một cuộc phỏng vấn ngay tại thủ đô London của nước Anh và tờ báo Financial Times, uh, cựu uh, thị trưởng của New York uh, Michael Bloomberg nói rằng ông đang uh, uh, cân nhắc tất cả mọi biện pháp để có thể ra tranh cử tổng thống. Và đây là lần đầu tiên ông chính thức lên tiếng nhìn nhận rằng ông có quan tâm đến vấn đề này. Thưa quý vị, hiện nay thì nhà tỷ phú Bloomberg có một tài sản vào khoảng 35 tỷ Mỹ Kim. Và theo như tin của tờ Financial Times, thì nếu ra tranh cử Tổng thống thì ông Bloomberg sẽ bỏ ra 1 tỷ Mỹ Kim cho chiến dịch tranh cử này. Và ông chỉ còn có một tháng nữa thôi để quyết định nộp đơn tranh cử. Bởi vì tháng 3 là hạn chót cho những người nào muốn ra tranh cử trước lãnh đạo Tòa Bạch Ốc có thể nộp đơn. Trong khi đó thì cũng một ông tỷ phú nhưng mà ông Donald Trump người lúc nào cũng có những lời tuyên bố nảy lửa tạo những dư luận chống hoặc bênh thì vị khán giả tin của hãng thông tấn UPI nói rằng ông Donald Trump lại vừa mới tuyên bố một câu là nếu mà ông nhìn vào mắt và của những đứa trẻ con tị nạn người Syria thì ông sẽ bảo với những trẻ con đó là you cannot come to the United States tức là các cháu không được quyền vào nước Mỹ. Hôm thứ hai tức là ngày hôm qua trong một lần đi vận động cử tri ngay tại New Hampshire để chuẩn bị cho buổi bầu cử sơ bộ, tại New Hampshire tối ngày hôm nay thì trả lời một cử tọa rằng nếu mà bây giờ ông gặp các trẻ em người Syria thì ông sẽ nói với các em trẻ em như thế nào nếu các em có thiết tha muốn vào đất Mỹ để sinh sống và đi học thì ông bảo rằng nộp no, các cháu đó các bé đó không thể vào nước Mỹ được. Chúng ta cũng biết là ông Donald Trump đã từng kêu gọi các quốc gia phía bên Trung Đông là hãy nhận người tị nạn Syria ngay trên đất nước Syria và Hoa Kỳ sẽ yểm trợ tiền để xây dựng những trại tị nạn ở trên đất nước Syria như vậy thì tốt hơn cho những trẻ em này hoặc là những người Syria vào định cư tại Hoa Kỳ. Ngoài ra thì ông Donald Trump cũng đã từng tuyên bố rằng ngay cả trẻ em người Syria chăng nữa thì cũng là một cái mối đe dọa cho nền an ninh của nước Mỹ. Bởi vì ông không biết rằng cha mẹ của những trẻ em là ai Liệu có phải là một thành phần khủng bố của nhà nước Hồi giáo IS, IS hay không Hay là thuộc bất kỳ một tổ chức khủng bố nào Và những trẻ em đó vào nước Mỹ thì không tốt thế nào cả cho nền an ninh của Hoa Kỳ Chính phủ của Tổng thống Barack Obama vừa mới lên tiếng kêu gọi quốc hội hãy thông qua một ngân khoản lên tới 1 tỷ 800 triệu đô la nhằm mục đích um, tìm được cái vaccine phòng chống và ngăn chặn cái sự lây lan ngày càng nhanh chóng và rộng rãi uh, của virus Zika gây ra chứng bệnh teo não và dị tật nơi trẻ em sơ sinh và những phụ nữ có thai. Uh, thưa quý vị, uh, Tổng thống Barack Obama nói rằng đây là một uh, hiểm họa rất là đáng uh, quan ngại. Tuy nhiên nó không nghiêm trọng như cái lúc mà virus Ebola đã phát tán năm 2014 ông nói rằng uh, dân chúng cũng không có nên uh, quá hốt hoảng bởi vì cho tới ngày hôm nay chưa có một người nào chết vì cái loại virus Zika cả mà chỉ có uh, gây nguy hại cho sức khỏe của các bà mẹ đang có bầu và những trẻ em si sinh ở sơ sinh nếu sinh ra đời thì có thể bị dị tật bởi vì trứng teo não và đầu nhỏ Trả uh, lời cuộc phỏng vấn và nói chuyện trên đài CBS This Morning thì ông nói rằng đã có 46 tức là tổng cộng 46 nghị sĩ của Đảng dân chủ thuộc thượng viện của Hoa Kỳ đã viết thư cho tổng thống Barack Obama vào lúc tuần vừa qua để kêu gọi tổng thống hãy đưa ra những biện pháp khẩn cấp nhằm mục đích ngăn ngừa và chặn đứng sự lây lan của virus Zika. Và cuối cùng là tin những chú gấu tại một sở thú ở bên Phần Lan đã thức dậy sau một giấc ngủ rất dài vào mùa đông. Thưa quý vị, thường thường cái loài gấu ở những xứ lạnh và đặc biệt ở Bắc Cực có một thói quen là bắt đầu đi ngủ vào đầu tháng 11 mỗi năm và chỉ thức dậy vào cuối tháng 3 mà thôi. Tức là một giấc ngủ truyền miên. Các chú gấu này ăn để có đủ sức nuôi dưỡng thực phẩm nuôi dưỡng cơ thể và ngủ một giấc ngủ dài như vậy. Nhưng mà sáng nay, những nhân viên tại sở thú Helsinki ở Phần Lan đột nhiên thấy trong uh, những cái hang động mà do nhân tạo đó thì những chú gấu đã bắt đầu uh, gầm rú lên và dùng uh, chân tay của mình để đập vào những cái thành của những um, cái um, hang hang nhân tạo này. Thì khi nhân viên mở cửa hang ra thì thưa quý vị, một đàn gấu đã vươn vai để đi ra chơi trên mặt tuyết ở sở thú Helsinki. Đây là một dấu hiệu cho thấy là chắc chắn Thời tiết năm nay sẽ ấm hơn và ấm sớm hơn mọi năm thì loài gấu mới thức dậy như vậy sau một cơn ngủ dài của mùa đông. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình điểm tin sáng ngày mai.